Kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta về tam bối vãng sanh, thượng bối, trung bối, hạ bối. Điều kiện của tam bối vãng sanh đều là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, đều là tám chữ này, cho thấy rằng tám chữ này là điều kiện trọng yếu nhất của việc tu học vãng sanh tịnh độ. Vậy nhất hướng chuyên niệm, chúng ta hiểu được từ sáng đến tối với câu Phật hiệu này không gián đoạn, không xen tạp, đây là nhất hướng chuyên niệm. Còn phát bồ đề tâm thì phát như thế nào đây? Đây mới là rắc rối. Y theo trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói về bồ đề tâm, y theo Đại Thừa Khởi Tín Luận nói về bồ đề tâm, ngược lại càng làm cho chúng ta mơ hồ. Ngẫu Ích Đại Sư ở chỗ này nói hay lắm, nói được quá hay. Thì ra thâm tín phát nguyện tức là vô thượng bồ đề tâm. Thảo nào có nhiều người không biết gì về kinh giáo, không biết chữ, xưa nay chẳng nghe kinh qua. Những cụ bà nhà quê lúc vãng sanh biết trước giờ chết nào là đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Chúng ta thử hỏi họ đã phát bồ đề tâm chưa? Họ là thâm tín phát nguyện thì bồ đề tâm của họ đã đầy đủ rồi. Nếu quý vị hỏi họ cụ có phát bồ đề tâm không, họ sẽ lắc đầu nói tôi không biết, cái gì gọi là bồ đề tâm tôi không biết. Họ là tin sâu phát nguyện thì bồ đề tâm của họ đã viên mãn rồi. Cho nên ngài Ngẫu Ích Đại Sư câu này nói hay lắm, khiến cho chúng ta thật sự hiểu rõ. Rất nhiều người niệm Phật vãng sanh kia thì ra họ thật đã phát bồ đề tâm mà chính họ chẳng biết cái gì gọi là bồ đề tâm. Họ đã thành công hiệp thử tín nguyện. Hiệp thử tín nguyện tức là đại bồ đề tâm, đích vi tịnh độ chỉ năng, nhược tín nguyện kiên cố, lâm chung thập niệm nhất niệm, diệt quyết đắc sanh. Cho nên đại sư ở phần trước nói có vãng sanh được hay không, quyết định là ở nơi tín nguyện có hay không. Anh thật sự có tín, thật sự có nguyện, tín nguyện kiên cố, lâm chung chỉ cần một niệm cũng có thể vãng sanh. Cho nên chúng ta đối với Tây Phương thế giới, tín tâm, nguyện tâm không thể nào không có. Chẳng những là có mà còn phải vô cùng mãnh liệt, một tí nghi hoặc đều chẳng có, phải tin tưởng như vậy. Còn nguyện thì quyết định nguyện sanh Tây Phương tịnh độ. Trên trời có thiên nhân đến mời anh đi làm thiên vương, anh cũng không đi. Tại sao vậy? Ta quyết định phải sanh về tịnh độ, quyết định phải đi đến Tây Phương cực lạc thế giới. Đông Phương Dược Sư Như Lai hiện trước mặt mời anh đến Đông Phương tịnh độ. Tôi gặp mặt Dược Sư Như Lai, đảnh lễ ngài một cái, bái một cái rồi nói xin cảm ơn lòng tốt của ngài, con không đi, con phải đi đến Tây Phương tịnh độ của A Di Đà Phật, như vậy mới được. Cái tín nguyện này mới gọi là kiên định, anh mới có thể được sanh. Nhược vô tín nguyện, giả như anh chẳng có tín nguyện, hay là lực lượng của tín nguyện rất là vạn nhược, túng tương danh hiệu, trì chí phong suy bất nhập, vũ đã bất thấp, như ngân tường thiết bích tương tợ, diệt vô đắc sanh chỉ lý. Đây là nói nếu anh không có tin, không có nguyện, Phật hiệu dù niệm nhiều hơn đi nữa, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng chẳng thể vãng sanh, anh cũng chẳng sanh được. Cho thấy rằng tín nguyện quá quan trọng, quá quan trọng. Tín nguyện nếu như tôi thật sự xây dựng, vẫn là còn hoài nghi, có lúc tin, có lúc hoài nghi. Vậy thì anh phải nghe kinh cho nhiều, nghe tịnh độ tam kinh cho nhiều. Bằng cassette chúng tôi nơi đây cả thảy đều có cả.
Nghe đi nghe lại, từng biến nghe. Nghe kinh để làm gì? Công đức nghe kinh là đoạn nghi sanh tín, giúp anh sanh khởi tin sâu nguyện thiết. Giả như tôi đã thật sự tin rồi, thật có thiết nguyện rồi, thì kinh có nghe hay không chẳng quan hệ. Cho nên nghe kinh, đọc kinh, mục đích là đoạn nghi sanh tín. Phải biết đạo lý này. Nếu có nghi thì kinh không thể nào không nghe. Nếu anh không nghe thì cái gốc nghi không đoạn, tương lai sẽ làm trở ngại sự vãng sanh của anh. Thật sự tin, thật sự phát nguyện thì kinh có niệm hay không niệm cũng chẳng quan hệ. Lúc đó quan trọng nhất là một câu danh hiệu. Danh hiệu là quan trọng nhất. Danh hiệu nạ niệm càng nhiều, tương lai phẩm vị anh càng cao. Đạo lý là ở chỗ này. Tu tịnh nghiệp giả, bất khả bất tri giả. Đấy tức là những người niệm Phật cầu vãng sanh không thể nào không biết đạo lý này. Bồ đề chánh đạo, danh thiện căn. Đây là thân nhân, tức là cái nhân trực tiếp dũng chúng trợ đạo. Bố thí, trì giới, thiền định. Đây là phước đức. Cái này là trợ duyên. Chúng ta thường nói chánh trợ song tu. Phải biết cái nào là chánh, cái nào là trợ. Chánh và trợ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Đặc biệt hơn hết là chú giải của Thiền Đạo Đại Sư. Quý vị nên đọc kỹ thì quý vị sẽ hiểu rõ tất cả. Chỉ tín nguyện chấp trì danh hiệu, tất nhất nhất thành tất cụ đa thiện căn phước đức. Trong kinh Di Đà, Phật nói với chúng ta, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh mỹ quốc. Nếu chúng ta trong một đời, trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, từ sáng tới tối, ngày ngày đều chánh trợ song tu như vậy, thì thiện căn phước đức nhân duyên đã viên mãn, đã đầy đủ, lục thú tứ sạch, đảng văn Phật danh, tức là kiếp thiện căn thành thục, ngũ nghịch thập ác, gia danh thiện giả. Điều này cũng là sự khai thị bất khả tư nghị. Lục thú là lục đạo, tứ sanh là sai, noãn, thấp, hóa, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh. Đem bốn chữ này đem chỗ có tất cả chúng sanh trong lục đạo đều bao quát hết cả, tức là lục đạo chúng sanh. Chỉ cần nghe đến danh hiệu của A Di Đà Phật, đó tức là nhiều đời nhiều kiếp thiện căn thành thục. Tại vì sao? Nếu chẳng phải là thiện căn thành thục thì trong một đời này của anh chẳng nghe được danh hiệu A Di Đà Phật này. Chớ tưởng rằng từ sáng đến tối nghe được danh hiệu A Di Đà Phật này, cái gì có gì là hiếm lạ, có gì là phi thường đâu. Nếu như anh nghĩ cho thật kỹ thì anh có thể phát hiện điều đó. Thật là bất khả tư nghị. Chúng ta không nói đến lục thú tứ sanh, chúng ta chỉ nói đến số người hiện nay trên địa cầu này. Hiện nay nhân khẩu trên địa cầu này có đến 40 ức. Trong 40 ức người này, có được mấy người biết được Phật giáo? Còn số này rất ít, rất ít. Chưa đến một nửa, nhiều nhất là 1/3, có thể gần như vậy. Nên có đến 10 mấy ức người. Vậy trong số 10 mấy ức người này, lại có được mấy người được nghe Phật Pháp Đại Thừa? Có lẽ 1/3 đều chưa có. Nghe được Phật Pháp Đại Thừa là vô cùng hy hữu. Trong Phật Pháp Đại Thừa
lại có được mấy người nghe được pháp môn Tịnh Độ. Cứ vậy từng tầng một mà đào thải xuống, đến cuối cùng chẳng còn lại được mấy người. Quý vị chính là mấy người này đây. Quý vị xem, điều này hiếm lạ biết chừng nào. Bất khả tư nghị, quá là bất khả tư nghị. Từng tầng mà đào thải xuống, quý vị mới biết được. Nếu chẳng phải nhiều đời nhiều kiếp thiện căn thành thục thì quý vị làm sao có thể nghe đến được. Cho nên dù cho trong đời này tạo tác ngũ nghịch thập ác đã làm tội nghiệp rất nặng, đó là gì? Là vì chẳng gặp được Phật pháp. Đời này lúc đi đầu thai sanh vào hoàn cảnh không tốt, mê hoặc điên đảo, chẳng nghe được Phật pháp mới tạo nhiều tội nghiệp như vậy. Vừa mới nghe đến danh hiệu của A Di Đà Phật liền sanh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ tâm này tức là sám hối, tức là hối cải, đã biết sai rồi, ta một lòng hướng Phật muốn cầu sanh Tịnh Độ. Cho nên ngũ nghịch thập ác nghe đến danh hiệu sanh tâm hoan hỷ, sửa lỗi tu thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, họ đều là người thiện, đều là người đại thiện. Nếu không phải đại thiện thì làm sao được vãng sanh, làm sao được một đời bất thối thành Phật. Quý vị hãy từ chỗ này tỉ mỉ để tham cứu, quý vị mới biết được danh hiệu công đức quả thật bất khả tư nghị. Văn nhi tín, sau khi nghe rồi thì tin. Tín nhi nguyện, sau khi tin sau thì tự nhiên phát nguyện nhất định cầu sanh. Cái niệm cầu sanh này hết sức là mãnh liệt thì người này quyết định được sanh. Bởi vì được vãng sanh cùng không là xem cái tâm tín nguyện này của anh có kiên cố hay không, có thanh tịnh hay không. Nếu tâm thanh tịnh tức là tín tâm này, trong nguyện tâm này quyết định không xen tạp, đối với thế gian này chẳng có tham ái, chẳng có lưu luyến. Nếu có tham ái lưu luyến tức là đã xen tạp, thì tâm đó không thanh tịnh, thì cái tín kia chẳng phải tịnh tín. Cho nên đối với thế gian này chẳng có lưu luyến, chẳng có tham ái, quyết không xen tạp mới chịu chấp trì. Như vậy thì tự nhiên nhiên chịu niệm Phật, thì thời thời khắc khắc anh sẽ niệm Phật không gián đoạn. Bất tín bất nguyện, giữ bất văn đẳng. Tuy anh nghe được rồi thì sao? Anh chẳng hoan hỷ, chẳng tin, cũng chẳng muốn cầu sanh cực lạc thế giới. Đây là vì thiện căn của anh chưa thành thục, thiện căn chưa được phát thiện, nghe cũng như chưa từng nghe. Điều này chẳng dễ.